Nguyễn Thúy Hạnh cùng đám đồng đảng thăm gặp gia đình Cấn Thị Thêu để làm gì? Như một hoạt động thường xuyên, ngày 20 tháng 2 năm 2021, đám dân chủ tại Hà Nội gồm Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Nguyên Bình đã tập trung kéo về xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, gặp gỡ thân nhân đối tượng Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là Trịnh Bá Khiêm, Trịnh Thị Thảo và Đỗ Thị Thu. Cuộc thăm gặp không có quá nhiều điều gì đặc biệt khi cả chủ nhà và khách chỉ lăm le chụp ảnh, làm tư liệu đăng Facebook. Họ thi nhau kể và ca tụng những chiến tích mẹ con trùm dân oan Dương Nội. Dù ai cũng biết, đó là hành vi của những kẻ chống đối, coi thường kỷ cương, phép nước. Như đã nói ở trên, đây không phải là lần đầu đám dân chủ Hà Nội đến gặp gỡ thân nhân đối tượng Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao người nhà Cấn Thị Thêu là Trịnh Bá Khiêm, Trịnh Thị Thảo, Đỗ Thị Thu ngày càng liều lĩnh đẩy mạnh các hoạt động chống phá chính quyền, bất chấp việc Cấn Thị Thêu cùng hai con là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa. Những chuyến thăm kiểu như này trước đó cũng được đám dân chủ Hà Nội thực hiện thường xuyên đối với Dư Thị Thành ở Đồng Tâm, vợ của Lê Đình Kình. Đây được xem là một trong những hoạt động nhằm thu hút sự chú ý từ một số tổ chức quốc tế dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền, qua đó kêu gọi tài trợ kinh phí để duy trì sự hoạt động. Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là các đối tượng núp dưới vỏ bọc dân oan nhân quyền, thường xuyên tụ tập khiếu kiện chây ì, tay cầm băng rôn, hô khẩu hiệu với những nội dung mang tính chất kích động, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Điều đáng nói, những hành vi trên của mẹ con đối tượng Cấn Thị Thêu là mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, mặc dù đã bị răn đe, giáo dục, xử lý nhiều lần, từ xử lý hình sự đến xử phạt hành chính, nhưng các đối tượng không hối cải, sửa chữa mà tiếp tục thách thức chính quyền và dư luận xã hội bằng những hành vi vi phạm pháp luật. Điều này khiến nhiều người dân dư luận rất bức xúc. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét đối với Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Các đối tượng này bị khởi tố bắt giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra xác định Cấn Thị Thêu và hai con là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015.